Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, ngày 22 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Trong ngày hôm nay, 22 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận 183 ca mắc COVID-19, trong đó có 82 ca cách ly tập trung, 54 ca cách ly tạm thời tại nhà, 3 ca trong khu vực phong tỏa và 44 ca cộng đồng. Trong đó, 44 ca trong cộng đồng có 3 trường hợp có triệu chứng đến khám xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 41 trường hợp lấy mẫu đại diện hộ gia đình. Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận thêm 103 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 815 người. Tính từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.844 ca mắc COVID-19. Hôm nay đã có gần 110.000 lượt người được lấy mẫu xét nghiệm. Qua 7 ngày thực hiện siết chặt giãn cách, Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả. Trong đó, qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng, đã tách 282 F0 ra khỏi cộng đồng, qua đó đã khoanh vùng truy vết để ngăn chặn dịch lây lan. Tuy nhiên, nguy cơ dịch vẫn đang rất cao, vì vậy trong thời gian kéo dài giãn cách, các địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, đến nay thành phố đã trải qua 7 ngày thực hiện siết chặt giãn cách, vì vậy các địa phương tập trung đánh giá lại nguy cơ từng xã, phường, khu dân cư. Hải Châu đang là một cái tâm dịch mới của thành phố chúng ta. Ngoài ra thì nổi lên có Cẩm Lệ và Thanh Khê. Do đó tôi đề nghị là các đồng chí phải nghiên cứu rất là kỹ để có cái đánh giá cho nó đúng và có cái chiến lược về mặt xét nghiệm trong cái thời gian tới. Nhất là cái việc mà chúng ta tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm lần thứ ba này. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế làm việc với các địa phương nguy cơ rất cao là Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ để có chiến lược xét nghiệm phù hợp. Hội đồng Nhân dân tập trung giám sát việc hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách, siết chặt các khu phong tỏa, cách ly y tế, không để lây chéo tại đây. Trong đó lưu ý hai địa phương nguy cơ rất cao là quận Hải Châu và Sơn Trà, đồng thời tập trung xét nghiệm đợt 3 không bỏ sót. Các ngành địa phương khẩn trương cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng để có thể triển khai nhanh việc tiêm chủng. Các địa phương tiếp tục triển khai đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân, khẩn trương chi trả các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.